chào mừng quý vị đến với kênh tin tức mới Chúc quý vị có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video trên kênh tin tức mới của chúng tôi Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh tại đây để có thể nhận những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất nhé Ngay sau đây xin mời quý vị đến với tin tức sau biết Việt mới nhất trong ngày Chán với số tiền thưởng của đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup năm 2018 Thưa quý vị, sau khi giành chức vô địch AFF Cup năm 2018 lần thứ hai sau 10 năm, đội tuyển Việt Nam nhận rất nhiều phần thưởng trị giá nhiều tỷ đồng từ các nhà tài trợ. Ngoài phần thưởng 300.000 đô la Mỹ cho nhà vô địch AFF Cup năm 2018, cầu thủ Nguyễn Quang Hải được nhận 10.000 đô la Mỹ cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Cầu thủ ghi bàn đầu tiên của giải đấu là Nguyễn Anh Đức, được một nhà mạng tặng 1 tỷ đồng. Trước đó trong trận chung kết lượt đi giải AFF Cup năm 2018 giữa Việt Nam với Malaysia, trên sân Bukit Jalil, nhà mạng này đã chính thức tặng 1 tỷ đồng ngay khi cầu thủ Huy Hùng ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Một doanh nghiệp ô tô công bố thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển và 50.000 đô la Mỹ cho huấn luyện viên Bắc Hang Seo. Một tập đoàn công bố tặng Anh Đức, người ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết, một căn hộ nghỉ dưỡng tại Phú Yên trị giá là 1,2 tỷ đồng. Một ứng dụng gọi xe mới cũng thưởng 2 tỷ đồng. Các thành viên đội tuyển quốc gia và ban huấn luyện cũng được sử dụng miễn phí một năm dịch vụ. Một số doanh nghiệp tuyên bố nếu đội tuyển lên ngôi vô địch sẽ thưởng lớn, tổng cộng lên đến 4 tỷ đồng. Số tiền này nay đã chính thức được dành cho các nhà vô địch AFF Cup. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 1 tỷ đồng cho tuyển Việt Nam. Tổng cộng từ vòng bảng số tiền VFF thưởng cho đội là 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, theo quy định của nhà nước, để tuyển Việt Nam giành chức vô địch, mỗi cầu thủ sẽ nhận được khoản tiền thưởng là khoảng 45 triệu đồng huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên phó cũng được thưởng số tiền tương đương từ ngân sách nhà nước và không bị đánh thuế. Như vậy, tính tổng số tiền thưởng và quà tặng, tuyển Việt Nam đã nhận được gần 20 tỷ đồng đến thời điểm này. Phần thưởng dành cho thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Seo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trước đó, tại giải U23 châu Á hồi đầu năm với thành tích Á quân, đội tuyển U23 Việt Nam từng được thưởng với tổng số tiền lên tới 51,1 tỷ Siêu mẫu Vũ Thư Phương chơi lớn tặng 2 tỷ cho đội tuyển Việt Nam sau vô địch AFF Cup. Thưa quý vị, Vũ Thu Phương là một trong những ngôi sao chơi trội nhất, tuyên bố hứa thưởng lớn cho đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng vang dội tại AFF Cup. Không riêng các sao nam mà các sao nữ trong số biết Việt cũng ăn mừng không kém phần cuồng nhiệt khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2018. Bên cạnh việc xuống đường đi bảo thả thính các cầu thủ, một số sao Việt còn thực hiện đúng lời hứa khi Việt Nam thắng, đáng chú ý nhất và gây tới siêu mẫu Phủ Thu Phương với việc quyết định tặng 2 tỷ đồng cho các cầu thủ đội tuyển nước nhà. Trên trang cá nhân, chân dài này viết, xin cảm ơn đội tuyển Việt Nam, hôm nay các em đã cho 100 triệu người dân Việt Nam nói chung, cũng như hàng trăm con người tại công ty tôi, một niềm hạnh phúc, một niềm kiêu hãnh và một sự tự tin cháy bỏng đó là chúng ta có thể làm tất cả trên đất nước của chúng ta. Xin cảm ơn huấn luyện viên Bác Hang So, cảm ơn anh Đức, cảm ơn Quang Hải, cảm ơn Văn Lâm, cảm ơn Đình Trọng, cảm ơn Văn Quyết, cảm ơn Duy Mạnh và toàn thể đội bóng. Xin cảm ơn. Để thực hiện hóa lời cảm ơn này, Thu Phương hứa tặng ngay 2 tỷ đồng cho các cầu thủ Việt Nam. Ngoài ra cô còn có những ưu đãi riêng dành cho các cầu thủ trong lĩnh vực cô kinh doanh hiện nay. Món quà của cựu siêu mẫu sinh năm 1985 khiến cho fans hâm mộ đội tuyển không khỏi xuất xoa, ngưỡng mộ. Nhiều cư dân mạng mong muốn có nhiều phần tưởng như thế nữa vì dàn cầu thủ đội tuyển quốc gia xứng đáng nhận được sau những gì họ đem lại. Bố mẹ chia tay và từ nhỏ Vũ Thu Phương đã rất thấm thía thiế. cảnh thiếu cha thiếu mẹ. Cô tự gây dựng nên sự nghiệp thành công như hiện tại, từ những nỗ lực bản thân cùng sự giúp đỡ tinh thần từ ông xã. Cô không ngại chuyện kết hôn với một người đàn ông đã ly dị, bởi tìm được một nửa đích thực mới là quan trọng. Hiện tại Thu Phương sống hạnh phúc bên dòng doanh nhân cùng bốn cô con gái. Kể từ sau khi kết hôn Vũ Thu Phương tập trung chăm lo cho gia đình cũng như công việc, kinh doanh của mình, ít tham gia các hoạt động showbiz nhưng cuộc sống của cô vẫn nhận được sự chú ý, ngưỡng mộ từ khán giả. Quyết định kết hôn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Vũ Thu Phương rất viên mãn. Chồng của Vũ Thu Phương là anh Trần Thanh Hải, người thuộc Hoàng tộc Campuchia và được biết đến là một người cực kỳ yêu thương vợ, luôn nỗ lực hỗ trợ cô trong công việc. Đội tuyển Việt Nam bá chủ AFF Cup năm thông số cực nóng và vai trò của Văn Lâm. Thưa quý vị, nhà báo Martins Martins của Fox Sports Asia đã chỉ ra năm thông số đáng chú ý trong trận chung kết lượt về AFF Cup năm 2018. Hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã tạo nên trận chung kết đáng nhớ tại Mỹ Đình. Cả hai cho thấy mình xứng đáng có mặt trong trận chiến cuối cùng. Thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Seo đã chứng tỏ mình được nhiều hơn và chức vô địch AFF à, Cup năm 2018 là hoàn toàn xứng đáng với họ. Tân vương của Đông Nam Á lên ngôi nhờ chiến thắng 1-0 trong trận lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Cây viết Martins Martins của The Fox Sports Asia đã đưa ra năm con số đáng chú ý nhất cho trận đấu diễn ra tại Mỹ Đình. Đầu tiên là con số 31, tổng số lần phạm lỗi của hai đội. Ở trận lượt đi, đôi bên đã có một trận đấu căng thẳng khi ba trọng tài phải thổi phạt tổng cộng tới 35 lần và điều đó tiếp tục xảy ra trong trận lượt về. Nếu tính theo số phút thì trung bình cứ 3 phút cầu thủ đôi bên là phạm lỗi một lần. Hệ quả của những pha pha chạm là đôi bên phải lãnh tổng cộng là 18 thẻ vàng và đội khách bị đuổi một người trong những phút bù giờ cuối cùng. Một con số ấn tượng khác đó là số lần thủ thành đặng Văn Lâm cứu thua trong trận lượt về là 5 lần. Malaysia không phải là không có cơ hội tại Mỹ Đình, nhưng họ lại không thể vượt qua chốt chặn cuối cùng mang tên là Lâm Tây. Hổ Phan đã thử mọi cách, từ sút xa, sút phạt hay thậm chí là đánh đầu cận thành, nhưng thủ môn sinh năm 1993 vẫn luôn đứng vững. Có thể nói Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup sau 10 năm có công sức lớn của thủ thành Đặng Văn Lâm. Martin Martins cũng đưa ra một trong số đáng chú ý khác tỷ lệ cầm bóng của hai đội, 42% và 58%. Malaysia cầm bóng ngang thời gian so với lượt đi. Trận đấu họ đã có hai bàn thắng. Tuy nhiên thầy trò Tan trên Hoa lại không thể làm được điều đó tại Mỹ Đình. Hổ vàng tung ra chín cú sút và năm lần đi trung đích, nhưng bàn thắng thì lại không tới. Cái viết của tờ Fox Sports Asia tin rằng Malaysia nên dứt điểm cẩn thận hơn thì mọi chuyện có thể đa khác. Martins Martins, cũng nhắc tới một tỷ số khác là 2-0, đó là số lần việt vị của hai đội trong trận đấu này. Bàn thắng của anh Đức đã được tính, nhưng theo Martin Martins, Quang Hải đã việt vị trước khi chuyển bóng. Bàn thắng sớm này đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế và dễ dàng triển khai thế trận, theo ý của mình. Một không cũng chỉ là con số cuối cùng mà cây viết của Fox Sports Asia chú ý tới trận đấu này. Martins tỏ ra không phục tài trí của huấn luyện viên Bắc hang So khi chỉ đạo các học trò dâng lên tấn công để sớm có được lợi thế trong trận đấu, mà Việt Nam chỉ cần hòa không bàn thắng hoặc hòa 1-1 là giành chức. Cầu thủ Malaysia không thể nuốt trôi thất bại trước tuyển Việt Nam. Những tuyển thủ Malaysia sau khi tiến còi mãn cuộc trận chung kết lượt về vang lên đã đổ gục xuống sân vì quá thất vọng. Tờ NST của Malaysia sáng 16-12 đã tới nơi đóng quân và cho hay không khí trong đội rất u buồn. Nhiều cầu thủ từ chối trả lời phỏng vấn, số ít tiếp chuyện các phóng viên cũng không giấu được sự thất vọng. Tiền vệ Safawi là một người như vậy. Anh nói tôi không hạnh phúc chút nào, mọi người đều thấy những gì diễn ra trong trận đấu rồi đó. Thật khó để nuốt trôi thất bại này. Bố mẹ tôi cũng dặn dò không nên quá thất vọng và họ muốn tôi phải mạnh mẽ. Những lời động viên của họ phần nào làm tôi thấy khá hơn. Safawi là niềm hy vọng hàng đầu của Malaysia tại AFF e Cup khi trước đó anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất năm của Malaysia. Tiền vệ này cũng có một pha xuất phạt đẹp mắt tung lưới văn lâm trong trận lượt đi giữa hai đội. Cùng chung tâm trạng với Safawi là tiền đạo Saren Fikri Fauzi. Chân sút vào sân thay người trong trận chung kết lượt về có vẻ còn buồn hơn người đồng đội. Anh nói tôi rất buồn, cứ như thể không biết cách nào để lại được hạnh phúc, chúng tôi đã thua rồi. Tôi chẳng biết nói gì vì chuyện đã rồi và huấn luyện viên Tan Ching Hoe nói rằng cả đội đã làm tốt nhất có thể. Trong khi đó, tiền vệ Mohamadu Sumare nhận trách nhiệm về mình, anh cho rằng mình đã chơi không đúng khả năng, xin lỗi người hâm mộ Malaysia vì không mang được cúp vô địch về nước. Mohamadu Sumare cho hay tôi xin lỗi Malaysia vì đã không thể vô địch, nếu có cơ hội làm lại tôi sẽ chơi tốt hơn, mọi người đều biết tôi không chơi tốt nhất, hơn hết đây không phải là ngày của tôi. Tiền vệ nhập tịch chia sẻ rằng gia đình cũng an ủi tôi sau thất bại, mẹ tôi đã chuẩn bị những món ăn khoái khẩu chờ tôi về nhà. Sẽ có ngày bóng đá Việt Nam trở thành đối thủ của Nhật Bản Phát biểu trong lễ bế mạc chạy U13 Việt Nam-Nhật Bản, ông Kawe Junichi, tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, gửi lời chúc mừng đến tuyển Việt Nam sau khi vô địch AFF Cup 2018. Ông chia sẻ rằng, tôi xin chúc mừng tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, đồng thời cũng e ngại rằng chắc sẽ sớm có ngày, tại các giải đấu châu Á hay thế giới, Việt Nam trở thành đối thủ của Nhật và tranh tài cùng nhau. Trước đó, vị tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng dành lời khen cho sự nhiệt huyết và khả năng chơi bóng của các cầu thủ nhí sau khi chứng kiến họ tranh tài với đại diện xứ sở Hoa Anh Đào. Ông Kawe Junichi cũng chúc bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển hơn trong tương lai. Sau 3 ngày tranh tài từ 14 đến 16 tháng 12 năm 2018, giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam Nhật Bản đã khép lại với nhiều trận đấu sôi động, vượt qua bảy đội bóng Tokyo S Reyes chính thức đăng quang ngôi vô địch, á quân của giải thuộc về Kawasaki Frontal. Từ hạng 3 đến hạng 8 lần lượt thuộc về các đội sau: Hokkaido Consado, Sapporo Hà Nội FC, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh Lyon FC, Kawasaki Select và Bình Phước FC. Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Lê Tuấn Minh, số 7 đội Bình Dương. Vua phá lưới thì thuộc về Tora Taro, là người mang áo số 9 của đội Kawasaki Frontal và Rio Hirayama, số 13 của đội Kawasaki Select, cùng ghi được 5 bàn thắng. Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Yuki Watanabe, số 20 thuộc đội Tokyo S. Reyes FC. Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản các cầu thủ Nhật thắng với tỷ số 3-1. Phát biểu tại lễ trao giải hôm 16 tháng 12, ông Junichi nói, Hôm nay tôi được xem trận đấu các cầu thủ trẻ đại diện cho Nhật và Việt Nam. Rất cảm động với khả năng nhiệt huyết ở độ tuổi của các bạn. Tôi hy vọng sự giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam thông qua thể thao sẽ được tiếp diễn trong thời gian tới, ngay cả đối với các bạn thế hệ trẻ như thế này. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy hay thì mọi người hãy like, Share cho video và đừng quên để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé. Hãy bấm nút đăng ký kênh của chúng tôi để có thể đón nhận những video mới nhất và cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Cảm ơn, xin chào và gặp lại các bạn.